Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên Lê Thị Thanh tuổi Bình Ngọc. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng để nói về những sự không thể nghĩ bàn, của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát nguyện này con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật con nguyện đời đời kiếp được quy y nương tựa nơi ngài con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy y ngài hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn Đại Thánh Địa Tạng con ngưỡng mong ngài rộng lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất hiện nay con là phàm phu vô tri nghiệp chướng sâu nặng hưởng mong đại hánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc mọi việc như ý trí huệ mở mang mọi nghiệp chướng hãy đều tiêu trừ mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử hành đạo bồ đề Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thẩm 11 Địa Thần Hộ Pháp. Lúc bấy giờ Kim Lao Địa Thần thưa với Phật rằng: Cô Thế Tôn, từ xưa đến nay, con đã chiêm ngưỡng và đảnh lễ vô lượng chư đại Bồ Tát. Tất cả đều là những vị thần thông đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn và khéo đồng độ chúng sanh ở trong chư Bồ Tát Địa Tạng Đại Bồ Tát này đây là vị lập thể nguyện thâm trọng nhất Thưa Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này có đại nhân duyên với chúng sanh ở Diêm Phù Đề. Như Ngài Văn Hồ Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Và Di Lạc Bồ Tát, cũng hóa hiện trăm ngàn thân thần để độ chúng sanh trong sáu đường nhưng các thể nguyện đó rồi sẽ hoàn tất Còn Địa Tạng Bồ Tát này đây đã phát thể nguyện để giáo hóa hết thảy chúng sanh trong sáu đường và số kiếp đã trải qua thì nhiều như số cát trong một trăm ngàn ức sông hằng
Thế Tôn. Thế Tôn. Con quán sát chúng sanh ở hiện tại, sanh ở hiện tại, vị lai, trong vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ, nơi chú xứ, nơi chùa xứ, về hướng nam mà dùng đất đá, hay chút gỗ, để xây một thảm thất, như họ lại, có thể cắt vẽ cho đến tạo lập hình tượng của địa tạng Bồ Tát bằng vàng, bạc, đồng hay sắt, và an trí vào trong, rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và tán thán, thì nơi cư ngụ của người ấy liền được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một đất đai màu mỡ, hai nhà cửa vĩnh yên, ba kẻ mất sanh thiên, bốn người sống tăng thọ, năm ước mong tại người ý, sáu không nạn nước lửa, bảy dứt trừ tai ương, tám đoạn tiệt ác mộng, chín thần hộ ra vào, mười gặp nhiều nhân thánh. Thưa Thế Tôn, trong đời hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào, ở nơi xứ xứ về hướng nam của mình, mà có thể làm được những việc cúng dường như thế, họ sẽ được những lợi ích như vậy. Thưa Thế Tôn, và đời vị lai, nếu có thì nam nữ hoặc thì nữ nhân nào, ở nơi chúng xứ của mình mà có kinh điển này cùng hình tượng của địa tạng Bồ Tát, như người này lại có thể thường đọc tụng kinh điển và cúng dường địa tạng Bồ Tát, thì ngày đêm sẽ luôn dùng bốn thần lực mà hộ vệ người ấy, cho đến nảy nước lửa trộm cướp, các tai họa lớn nhỏ và tất cả việc xui xẻo hãy đều tiêu trừ. Phật bảo kiên lao địa thần, thần lực của thần nữ to lớn, các vị thần khác ít ai sánh bằng. Vì sao thế? Bởi đức đại ở Diêm Phù Đề đều do nhân sự bảo hộ, đều nhận sự bảo hộ của thần nữ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa gai hay chút lâu cũng từ đất dưới đất mà có, và đều do thần lực của thần nữ. Thần nữ như thần nữ lại thường tán thán về những sự lợi ích của địa tạng Bồ Tát, thì công đức và thần lực của thần nữ sẽ gấp trăm nghìn lần hơn các vị thần bình thường. Và đời vị lai, nếu có thiện nam tự hoặc thiện nữ nhân nào cúng dường địa tạng Đạt Bồ Tát, thì thần nữ hay dùng thần lực ủng hộ và chớ để cho tất cả tai họa cùng những việc không tại không như ý nghe lọt vào tai họ. Thứ nữa là phải họ lấy nhật, không những người đó riêng được thần nữ bảo hộ mà cũng có quyến thuộc của Năng Hiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người ấy.
tại sao lại được thánh thiền ủng hộ như vậy? Điều là do chiêm ngưỡng cùng lãnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và hường đọc tụng kinh bổn nguyện này, họ tự nhiên sẽ có thể lời xa biển khổ và chứng tịch diệt an vui. Do vậy họ có được sự ủng hộ lớn lao như thế. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.